Timo, đi lượm rác dưới nước cho Tuyun đi nào. Dạ, đây nè, người cá Tuyun, con tìm được cái này. Tiếp tục lượm nữa đi con, rác còn nhiều lắm đó. Dạ, tuân lệnh, nhưng tại sao con phải đi lượm rác dưới nước vậy? Việc này là của con người mà. Đúng rồi, con người vô ý thức xả rác xuống nước gây ô nhiễm môi trường. Còn Tuyun muốn con lượm rác cho con người thấy đó, mà suy nghĩ lại hành động của mình. Dạ, con hiểu rồi, con tìm được một bịch rác nữa nè. Giỏi lắm, Timo. Và đây chỉ là bài tập của con thôi. Khi người cá Tuyun thả con trở về thiên nhiên, con nhớ mỗi ngày phải bơi lượm rác dưới nước như vậy nhé. Dạ, con nhớ rồi. Con cảm ơn người cá Tuyun đã giúp cho con nhận ra nhiệm vụ sống trên đời của mình.